thị trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Con đường này là con đường đi núi Bò Đẹp Tây Ninh, đi qua chuẩn bị tới hồ Dầu Tiếng. Nói bảo chuẩn bị nhưng mà chắc phải còn tầm chục cây nữa. Dân ở đây rất rất chi là rộng. Rất rộng lắm. Vài trăm mét nó có ngôi nhà. Nhà nó cái nhà kia rất ghê. Cây nữa mới tới hồ Dầu Tiếng, nhưng mà đi đến đây rồi tôi thấy nó mát. Đường ở trong này nhưng mà tốc độ của tôi ra cái đường này có 50 km/h. Đường này mới giải, nhựa mới giải thì đấy, bây giờ mới ra cái đường để đi hồ Dầu Tiếng đây. Đấy, năm ngoái đi đường kia rồi. Năm nay lại dẫn đi chỗ này. Đường hẹp không sữa, tốc độ 40 km/h. Đi qua cầu thắt cổ chảy. Rất chi là mát, lộng gió, không khí trong lành. Đi ở trên đường này đường cao. Ở dưới đây. Bên đây là cầu su. Đi qua con sông
sông này như kiểu sông Đào, mới đào đâu. Đấy, đường hai bên mới lắm. Mình cũng không biết là sông Đào hay là có từ trước thì không biết. Nhưng mà nhìn thấy cái hai bên bờ sông này. Đi đến cái đoạn này gần tới Tây Ninh thì là đã thấy bắn giấy bóng rồi, bánh tráng đấy, bánh tráng Tây Ninh, muối Tây Ninh. Đây này là sạt. Thôi dừng ở đây nhá, cầm con điện thoại mỏi tay lắm, con điện thoại mỏi tay này. Đấy, đi đến tới huyện Dương Minh Châu là 1 km đi thẳng này. Đấy, Phước Minh rẽ tay trái 3 km, đập chính 1 km, còn đường đi đập phụ thì phải tự nghiên cứu.